Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, ngày 16 tháng 9 năm 1973, Chủ tịch Fidel Castro của đất nước anh em Cuba xa xôi đã có một chuyến thăm lịch sử đến nơi địa đầu tuyến lửa Quảng Bình, Quảng Trị. Trong chuyến đi dù ngắn ngủi này, chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh mà người dân Việt Nam phải gánh chịu, Chủ tịch Cuba đã quyết định tặng cho Quảng Bình một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh để phục vụ nhân dân địa phương và quân nhân từ chiến trường miền Nam ra. Đây là biểu tượng của tình đoàn kết sắt son, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam, Cuba. Là một trong những thế hệ bác sĩ đầu tiên may mắn được làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam, Cuba Đồng Hới, bác sĩ Nguyễn Đức Hy vẫn không thể nào quên trong thời điểm khó khăn, Bệnh viện Cuba được xây dựng quy mô tại Quảng Bình. Nhờ trang thiết bị hiện đại, cùng sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia y tế Cuba, các y, bác sĩ tại đây đã được nâng cao tay nghề, cứu chữa kịp thời cho các bệnh nhân. Thời điểm khó khăn đó, bệnh viện ra đời là một cái ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cho đồng bào Quảng Bình, Vĩnh Linh và các cái đồng bào ở cái tuyến 6 tuyến, vị tuyến 17. Và đồng bào cũng như các cái chiến sĩ của mình bị thương được về ở tại cái đất Đồng Hới Quảng Bình này. Hơn 40 năm qua, kể từ ngày Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới được đưa vào sử dụng, đến nay, bệnh viện này là bệnh viện hạng 1 của Bộ Y tế với quy mô trên 1.000 giường, 44 khoa phòng. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên trước bệnh viện đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó thủy chung giữa hai nước Việt Nam, Cuba. Người dân Cuba biết nhiều về chuyến thăm của lãnh tụ Fidel, về sự hình thành của bệnh viện. Có nhiều lần, người nhà của các bệnh nhân biết chúng tôi đến từ Cuba thì luôn nở nụ cười trên môi và kể lại câu chuyện của những năm tháng lịch sử ấy. Những khoảnh khắc đó tôi luôn rất biết ơn vì Việt Nam đã không quên sự giúp đỡ của chúng tôi. Chúng tôi đã và đang tiếp tục đào tạo cái nguồn nhân lực, tăng cường cái cơ sở vật chất cũng như là đầu tư các trang thiết bị để phát triển chuyên sâu hơn nhiều cái lĩnh vực mũi nhọn để giúp cho cái công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn ngày càng tốt hơn. Kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, chia sẻ khó khăn trong chiến tranh, cùng nhau phát triển trong hòa bình, Bệnh viện Việt Nam Cuba Đồng Hới đang tiếp tục đầu tư nguồn lực, mở rộng các danh mục kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.